Con chào chú. Con chào chú. Em chào chị Ngọc Nhi. Chị Ngọc Nhi. Phải to lên. Em chào chị Ngọc Nhi. Chào chị Thanh Tiền. Em chào chị Thanh Tiền. Chào chị Hoài Trinh. Chào cô Thanh Hà. Chị Mai Linh. Chào Thanh Điệp. Em đi chụp hình. Chị Thanh Điệp hỏi con là em đang làm gì thế? Em đang làm gì ở đó đấy? Em đang làm gì đó? Chị hỏi con đang làm gì đấy? Tí ơi chụp nhá. Chị Ngọc Nhi hỏi con đang làm gì đó vậy? Em đang đi chụp hình. Em đang đi chụp hình cả tới anh sao được? Ai áo ca cam sao chưa? Thấy chưa? Đấy, chưa? Đấy, chưa? Đấy, chưa? Con đi rồi mẹ bé. Không nghịch nữa, nói chuyện với mọi người đi. Mẹ tôi, ba Ngọc còn like đấy. Băng. Chào ba. Đây. Rồi, biết rồi. Đây, đây. Chào ba đi. Giang nhỉ. Để sang mặt ra. Giang Thi. Răng thi. Mình làm gì đấy? Đồng con lai chim. Baby dạ nhà. Mình nhà. Các bạn đã đến với game của đã đến với Kít đứng vào cạnh anh Win đi con. Kít ơi. Để. Ông ngào kinh không khiếp. Đau, đau. Giới thiệu đi, giới thiệu mọi người ở đây là ai đi. Xin giới thiệu đây, mọi người. Đây là anh Hải Long. Còn đây là Kít. Để. Con đây là Kít. Cho Noel và các bạn thấy đấy. Các bạn có thể xem ở ngoài đây. Con chưa xong nên mẹ thay đồ cho con. Anh Quy.
Bye, sister.
Vâng, và bạn có thể dừng lại. Thưa mọi người có thể thông cảm được không? Giọng bạn đang bị kiểu như hơi khàn khàn. Và bạn cũng vừa mới nhổ răng xong. Bạn nhổ tóc rất là đẹp thưa các bạn. Vâng, rất là hay. Hay lắm các bạn ơi. Có quay gì nữa không? Có, đúng là em đang làm MC đấy ạ. Em là Hải Trần Hải Nam. Và mọi người có thể thấy giọng em cũng khá là ổn. Chú Hùng đấy. Chú Hùng đấy. Vâng, đây là và bạn, đây là cảm ứng của bạn. Xem nào. Hay thật. Các bạn hãy chia sẻ cho mọi người để bọn mình cũng thể xem như mọi người xem và live stream nào. Và các bạn có thể thấy đấy, rất là hay. Có thể là hay thật. Ngoan. Còn đây là Kit thưa các bạn. Kit đi người mẫu được không? Không. Kit biến người mẫu đi con. Đi được không? À. Biến được. À, không? À. Biến được. À. Em nhảy nhá. Hả? À, nhảy bao giờ rồi? Có đôi giày nhảy đẹp thế mà. Kit đứng dậy đi người mẫu đi nhanh. Kit. Đi người mẫu. Kit giỏi lắm. À, giỏi lắm. Vâng, Kit có thể đi người mẫu được không? Đừng lăn vào như thế không bẩn áo. Rồi, vâng. Nào Kit ra đi người mẫu đi con. Kit giỏi mà. Đi mẫu nha. Em đi mẫu. Anh ở đấy. Chú Hùng bảo chú Hùng đây này. Nam ơi này, chào em Lam này. Chưa. Có cái dây giày đấy rồi. Vâng, bà chuẩn bị nào. Quyên ơi, Quyên có thể tránh ra một tí cho người ta đi mẫu được không? 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, và rất hay, thưa các bạn. Đây sẽ là một thử thách cho các bạn. Thử thách rất là hay. Và thử thách này và chỉ có những người mẫu chuyên nghiệp mới xử lý được thôi. Vâng. Và có thể Win đi lên rồi Win ngã được không? Win ngã một cái. Rồi. Và nếu như người đi tiếp đi. Khi Win ngã em sẽ đi lên rồi em sẽ làm gì? Em hãy thể hiện bằng cách như thế đi. Bởi vì em là một người mẫu mà. Đỡ bạn sợ là sao? Quyên ơi bẩn đấy, quần tía chụp ảnh là gì? Lăn lên bỏ toái đấy. Vâng, và đúng là đỡ bạn rồi. Cho bạn đi tiếp. Rồi tiếp theo của mình là mình tự tạo dáng rồi mình mới quay lại. Bây giờ đến lần lăn đi, đi mẫu đi nhanh em. Vâng. Tất cả xếp hàng vào. Tất cả xếp hàng vào. Xếp hàng vào. À, xếp hàng vào. Mọi người xếp hàng để đi mẫu cho những người đang xem hàng live stream. À, tất cả xuống dưới kia. Xuống dưới kia. Like vào nhé. Kíp xuống, nhanh lên con. Kíp xuống đi, người mẫu đi. Mẫu em thay đồ em mà đi cơ. Đồ đẹp thế làm gì nữa. Không, là thay đồ. Con chụp ảnh chưa? Bắt đầu đi ra đi. Nhanh lên. Vâng. Chơi. Rồi, bắt đầu. Đầu tiên là Win. Rồi. Tiếp theo là Suzy. Thôi. Cuối cùng là kết. Một lần cuối cùng.
Hải Lam đâu. Ra đây cầm máy nha. Em chào con. Chào con. Vâng, và bọn tôi chỉ trình diễn 10 mẫu. Với lại Win đây là chính. Bởi vì anh rất hay. Và anh ngoài người mẫu, đàn, nhảy, thì anh còn cái gì khác không? Ăn đá. Ngoài cái ăn đấy thì các bạn có gì làm được không? Em đánh đá. Cũng rất là nhiều đá. Cũng bạn có thể nói là chim đó. Được không? Là chim. Vậy thì tôi sẽ ra một thử thách cho bạn. Đó là những câu hỏi xem bạn có là người mẫu chuyên nghiệp thật sự không? Được không? Được không? Theo bạn được không? Bỏ cái đạn sang hẳn đó nghiêm túc đi. Đầu tiên, khi có một người quên đường thì bạn đã sẽ phải làm gì? Dẫn về nhà. Vâng, bạn có thể nói lại bằng một cách nghiêm túc được không? Dẫn về nhà. Tại sao phải dắt về nhà? Mà mình đâu có biết nhà của bạn ấy là ai đâu đâu. Xót điện chỉ. Gì? Xót điện chỉ. Dắt địa chỉ à? Sốt. Nhưng mà cái bạn quên đường bạn không nói thì bạn sẽ làm gì? Nếu như quên đường mình phải sốt địa chỉ ấy, nó dắt bạn về nhà. Thì sao bạn không làm cách khác là nhắc bạn và để cho bạn chú ý hơn cầm, không? Cầm. Nếu như lúc qua thì bạn không biết đường, bạn không quên đường, bạn nói à? Thì mình lại phải nhắc đường cho cái bạn và bảo là bạn phải chú ý hơn. Đúng không? Tại sao? Lại không đúng. Tại sao lại là mình nhắc vì sợ bị mất trí nhớ, nhắc lại không nhớ. Nhắc nhưng mà bạn đã bảo bạn thì phải nhớ rồi. Bạn nhớ thì nhớ. Nhưng nếu như bạn bảo là không nhớ nữa thì thôi, kệ bạn. Bạn ấy bị phạt, bạn ấy phải chịu bởi vì mình nhắc mãi không được rồi. Đúng không? Phải dẫn bạn về nhà đi. Đây, về nhà. Về nhà, về nhà, về nhà, về nhà, về nhà. Rồi, kết thúc gì bạn? Không phải, kết thúc. Các bạn, kết thúc ở đâu? Rồi. Cuối cùng xong cái live. Cái cưng nãy chăng ơi, cái cưng nãy chăng ơi. Anh lên Facebook xem có cái live stream của em không? Ăn xong rồi. Ờ đi người mẫu đi kít. Chưa con mẹ hay là chị mẫu kít đâu. Không có lá chim, có lá chim. Có lá chim. Anh hỏi bà Dươi. Không, em chị ai tên là Dươi? Hả? Ai tên là Dươi? Anh chưa xuất được nhạc. Cười luôn. Cười luôn. Có cởi hay ra không? Ok, tung nha. Được, không sao. Chào mọi người đi. Chào mọi người.